Thực ra chúng tôi là tại vì nó như thế này này, tôi cứ thường nghĩ là mình tại sao mình cứ đem nhạc ngoại quốc như nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Hoa mình dịch qua lời Việt, tức là mình tiếp thu cái văn hóa người ta, cái văn nghệ người ta, mà mình tại sao mình không đem nhạc của mình dịch sang tiếng Anh? Nhưng mà đem một bản tân nhạc dịch sang tiếng Anh thì nó lại thường quá. Cho nên hôm nay tôi muốn là Mạnh Quỳnh hát một bài Vọng Cổ bằng tiếng Anh. Bây giờ cháu ráng cháu hát một bài Vọng Cổ bằng tiếng Anh, nếu mà được á, thì cháu thâu vào CD chú sẽ gửi cho Britney Spears, thì biết đâu có thể là cháu lên bản top hit được. Thưa quý vị, Mạnh Quỳnh thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh tháng 11 năm nay là được qua Mỹ được tròn 10 năm, thì tiếng Việt Nam thì Mạnh Quỳnh quên gần hết rồi, nhưng mà tiếng Anh chưa nói được nhiều hết. Nhưng mà thôi lỡ lên đây rồi. Thank you honey. Lỡ lên tới đây rồi, thành thử Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng. Nếu có gì nhờ chú sửa giùm con ha. Cháu cứ hát đi, tiếng Anh có gì sai thì chú sửa. Nhưng bây giờ cháu phải kể cái câu chuyện và cháu phải hát bằng tiếng Việt trước để quý vị khán thính giả nghe nó quen cái câu đó, rồi cháu mới dịch sang tiếng Anh. Rồi, Mạnh Quỳnh sẽ hát một cái câu chuyện nói về một anh chàng yêu một cô nàng, hai người yêu nhau đắm đuối lắm. Nhưng mà lúc mà anh này có tiền thì cô ta rất là đắm đuối, nhưng mà khi anh ta bị bankruptcy rồi thì cô ta cuốn gói ra đi không một lời từ tạ. Cái đó nghe quen quen nhất là San Jose. Và hôm nay con xin con Mạnh Quỳnh, thưa chú, thưa quý vị là xin được mượn nữ ca sĩ Phi Nhung làm người tình phản bội. Vậy người nào là người yêu vậy? Chú Ngạn là người yêu của con. Ôi trời. Rồi cháu bắt đầu đi. Trước khi Mạnh Quỳnh hát cho quý vị nghe, Mạnh Quỳnh xin giới thiệu quý vị nhạc sĩ Văn Hoàng. Mạnh Quỳnh sẽ hát một câu tiếng Việt Nam, sau đó Mạnh Quỳnh sẽ translate qua bằng tiếng Anh cho quý vị nghe. Và đặc biệt đêm nay ca tiếng Anh nhưng mà tiếng Mỹ, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn có đờn chứ không phải là ca không. Mạnh Quỳnh, anh Hoàng rồi đi. Vậy là bây giờ bắt đầu nhung diễn với chú Ngạn đó nha. Ok. Quý vị nghe tiếng đàn của Văn Hoàng không quý vị? Nghe rõ lắm không? Em thôi mà trước khi ra đi á, thì đứng đây cho anh hát một câu rồi đi đâu đi. Ok. Đừng làm gì anh đau lòng lắm. Em yêu phận nghèo tay trắng, yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh. Nhưng giờ biết phải làm sao, không nhà, không việc, không tiền, không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. Nghe quý vị nghe cảm động không quý vị? Thưa quý vị, cái đoạn đó nó không có quan trọng. Cái đoạn tiếng Anh này bây giờ nó mới quan trọng cái này. Mà cháu ơi, trong lúc dù là cháu diễn nhưng mà trong lúc Mạnh Quỳnh hát thì cháu nhìn về phía Mạnh Quỳnh chút xíu đỡ tủi thân, cháu cứ coi coi. Mời cháu. Con phải đóng mà. Thôi giờ Quỳnh sẽ không nhìn Nhung nữa. Anh sẽ không nhìn em nữa. Em ơi, tiếng Anh cháu dịch là gì? Chú nghĩ là honey hay là sweetheart? Honey nó dễ hơn cho honey ha. Okay. Do you know I love you and miss you so much? Night after night I cannot sleep so.
đừng mi bị khó đốt mơ nè. I do know I who have nothing, I just love you by my heart, my soul. I don't know what to do, no car, no job, no money, no home. I will die very soon, honey, come back, you can save my life. À, cháu ơi, cháu ơi. Tiếng Anh của cháu như vậy là không có phải sửa gì ạ? À? Vì ít ra là chú nghe được ba chữ cuối là You Say My Life là được rồi. Không, nhưng mà cái bài này cháu hát như vậy thì nó hơi lớn, nó không có hợp với Britney Spears. Chú sẽ gửi cho Jennifer Lopez. Con nghĩ thì Celine Dion hợp hơn. Thưa quý vị, vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Văn Hoàng, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung.